Rồi, để đây con đấy, để đây. Đúng rồi. Có gà đẻ trứng à? Sao gà nó đẻ ra đấy? Thôi đi. Thôi. Thôi ngay. Cái đồ. Không. Hai chị em đang làm gì đấy? Con đang gọi gà với vịt về ăn. Cô gà vịt về ăn đi. Hai chị em chào các bạn chưa? Chào các bạn. Xin chào các bạn đi. Chào như mà cơ nguyên nói. Bây giờ đi lấy cám về đi. Đi lấy cám về cho nó ăn. Phúc đang làm gì đấy? Con đang lấy được cám kia. Lâm chào các bạn chưa? Hôm nay ba chị em đi này, hóa ra Lâm ở góc này, Lâm giờ sẵn rồi này, để cho gà ăn nhá. Lâm cho ít một thôi con. Không nói nó gà ăn hăng hăng phí đấy. Đấy kìa. Chị quá rộng nhá. Em hết rồi, em chăn như thế nên làm sao mà gà nó kịp về. Đây này. Đàn gà những cái này bắt đầu về rồi đấy nhờ. Dạo này nhà mình toàn gà con thôi. Chị ơi. Nhìn nó giống gà trai y hệt. Ăn một chú thì ngước cổ, xong rồi lại ngồi xuống ăn kìa. Chị gì à? Chị tóc xù. Quái cho gà ăn đi con. Lâm để cho gà nó ăn chứ. Nên Lâm đi đuổi gà. Để tay xuống và để xem gà có mổ không. Đấy, đàn gà choay nó về đây này. Đẹp chưa nhờ? Rất là thích luôn. Lâm có sợ được gà không? Sợ được gà không? Vâng à. Nhưng mà con sợ gà đây. Con sợ được à? Con là choay cho em xem. Chị ơi, con ơi, chị nhìn mẹ tán gấu chị nhá. Tên chi. Con cho ra cái máng được, con bỏ vào cái chậu ra cũng được cơ mà. Đúng không? Đấy. Tí gà nó về nó thắc ăn. Rồi, để đây con đấy, để đây. Đúng rồi. Đấy, tí gà nó về nó ăn. Nhờ. Kìa, mấy con gà mấy mẹ đang ở đây ăn rồi. Nhờ. Thế là ai? Gì đấy chị? Cái đuôi chi kia. Chị ơi, chị nghe thấy gà đẻ trứng ở quanh đây đấy. Thế à? Gà ở đâu ấy? Kia. Thế thì mấy chị em đi tìm xem nào. Đây này, đàn gà choay đang ăn nhá. Mấy chị em đi tìm gà đẻ trứng ấy. Ở đâu? Đây. Có gà đẻ trứng à? Sao gà nó để ra đấy? Ở đây có ổ à? Đấy, ổ trong này. Không có gà trong. Không ai biết lấy gà để luôn ở đây. Có quả. Không có á? Chị cầm rồi đấy này. Chị cho em cầm đi. Đấy. Đi ra đây rồi. Được một quả trứng. Gà vừa đẻ đấy nhỉ. Chị ơi ra đây để cho gà ăn thôi. Đấy, thế là chị Ngân Hà là vừa kiếm được quả trứng là cho em Chi với Phúc Lâm để tối nay ăn nhá.
Gà bắt đầu là về nhiều đấy nhá. Hứa, con chỉ để đặt quả trứng lên xuống đất. Bỏ vào đâu vào đi. Ui, có hai con gà trống cổ. Ta ơi, con nhìn thấy ở kia có chú gà vàng, không ra ăn mà tắt nhảy. À, kệ nó. Đây này, ba nhìn thấy ai gà trống cổ này, Tết này thịt là ngon đấy. Gà rụng đuôi. Gì ấy? À, chi cho anh Lâm ít cám để anh Lâm chăn. Nhưng anh Lâm toàn hất một phát hất hết thôi. Đã, em Lâm là chưa biết chăn gà rồi. Bây giờ gà là cơm gà cả trứng đấy nhá. Cái gì mà gần gần? Cả trứng á? Mẹ trứng. À, trứng làm gì? Được chưa? Bye bye. À, gần gần. Thế chi quái gà à đâu? Quái cám cho gà đi. Quái gà. À, có quả trứng. Thấy chưa? Toàn gà choa nhà mình rất là đẹp ấy. Các bạn ơi, gà choa này nhá, được bà nội này với Ngân Hà này với em Chi đấy. Rất là đẹp luôn. Thấy chưa? Hai em nhìn chị kìa. Lâm để cám trên tay làm gì đấy? Để cho gà nó ăn cám á. Gà nó khôn lắm. Quá đó, mình bơi ra chỗ này. Lâm, đi làm mà vào, chẳng thấy cá đâu cả. Gà choai nó ăn ở dưới chân rồi. Chị không hướng dẫn em Lâm chân gà. Em Lâm thì đang ở đây này. Em Lâm đi ở đây. Không à. Lâm ơi, đi theo chị đi. Cho chị Ngân Hà để chị hướng dẫn em. Để cho em chăn nào. Còn chị Chi đây này, đây. Chị Chi đang cứ lấy cám để cho Lâm chăn, Lâm cứ hắt lung tung. Bây giờ. Đấy. Mẹ ơi, cái con gà này nó không chịu đi ra hay là con ủ nó luôn? Nếu mà con gà làm mà không ấy thì con ủ nó đi. Ái da. Đấy để cho em Lâm đấy. Em Lâm bây giờ đi bẫy gà đi. Tối nay thịt gà nào. Bẫy cứ thế à? Kìa, chị Ngân Hà phải lấy u để úp đây này. Rồi Lâm ơi, Lâm lùi đường sau để cho gà nó lên đến nó mới ăn chứ. Đây này, có chú gà trống đang rình rình vào lồng đây này. Đấy. Gà thì bây giờ nhà mình nó hơi bị khôn rồi, Ngân Hà ơi. Không ăn thua rồi. Hôm nay ba chị em bẫy gà như này thì không được. À, chị bằng bé ông tán nó đi. Một chăn gà thế này. Thôi đi. Thôi ngay. Cái đồ. Không được rồi. Ai bảo mày cầm mu đuổi đấy con. Thôi xong rồi. Thế là đuổi hết gà đi rồi. Đâu? Ra đâu? Kia à? Đâu? Giá sống kia. Kia. Đâu? Kia. Hai chị em nhìn gà nhưng mà chả thấy gà nào. Chị Ngân Hà vừa cầm gà đuổi hết rồi. Đâu? Đang ngó xem có con gà nào không? Gà kia. Trời ơi. Nó lại về đây này. Cái con gà cổ này này. Cái nào ơi. Tóm đi. Gà cổ đây này. Nó chạy rồi. Thôi con ơi, con để đây đi không? Gà hôm nay con đã bắt được đâu. Gà hôm nay Chi với cả Phúc Lâm là không ăn thua.
bắt gà không ăn thua, cứ lắc đầu rồi đấy. Nhưng mà em thì ra thôi, để chiều bà bắt cho thôi, chiều tối đi. Ba chị em chào tạm biệt các bạn đi. Chào tạm biệt các bạn, hẹn đi đây lần sau nhé. Thì thỏ đây. Các nhà TV nhé, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo nhé. Bye bye.